trong bản tin hôm nay. Tiền gửi ngân hàng bỗng chốc bốc hơi, phải chăng có những lỗ hổng trong hệ thống bảo mật ngân hàng hay do người dân sập bẫy lừa đảo? Quốc hội cho phép tiếp tục giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2024. Phát huy mô hình liên kết khai thác và chế biến tổ yến mang lại kinh tế cho nhiều địa phương. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Kinh tế và Tiêu dùng ngày 30 tháng 6 của truyền hình Công an Nhân dân. Mở đầu bản tin hôm nay là thông tin đến từ tỉnh Bình Dương. Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nga, trú tại thành phố Dĩ An để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Nga có nghề nghiệp là luật sư. Tháng 10 năm 2022, Nga có ký hợp đồng dịch vụ thỏa thuận sẽ đại diện cho nạn nhân tham gia giải quyết vụ án tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất với chi phí là 250 triệu đồng. Trong quá trình làm đại diện, Nga đã nhiều lần đưa thông tin gian dối, yêu cầu nạn nhân đưa tiền. Do tin tưởng nên nạn nhân đã giao tổng số tiền là 561 triệu đồng cho Nga. Do kết quả trong bản án không được như cam kết nên bị hại đã nhiều lần gọi điện thoại, nhắn tin yêu cầu trả lại tiền nhưng Nga không trả. Sau khi biết bị hại gửi đơn tố cáo đến cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương thì Nga mới chuyển lại số tiền 200 triệu đồng vào tài khoản của bị hại. Trong lúc tuần tra trên vùng biển Sóc Trăng, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với lực lượng chức năng đã bắt giữ một phương tiện khai thác khoáng sản là cát biển trái phép. Kiểm tra xà lan mang biển kiểm soát TG-17568 do anh Nguyễn Văn Tuệ sinh năm 1990, thường trú tại Nam Định làm thuyền trưởng. Tổ tuần tra phát hiện trên phương tiện có khoảng 300 mét khối cát biển. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Khai số cát trên được hút tại tọa độ cách cửa biển Trần Đề khoảng 8 hải lý. Vụ việc đang được điều tra làm rõ. Công an thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương cho biết vừa phát hiện một cơ sở có dấu hiệu sang chiết ga trái phép được ngụy trang trong thùng container. Kiểm tra địa chỉ số 121 trên đường Phú Mỹ thành phố Thủ Dầu Một, lực lượng chức năng phát hiện ông Nguyễn Bá Vinh là chủ cơ sở đang thực hiện hành vi kết nối ống dẫn khí từ van bồn chứa trên xe ô tô tải vào van bồn chứa được ngụy trang bên ngoài bằng các tấm tôn trên một xe ô tô tải không biển số. Từ bồn chứa này thì ông Vinh tiếp tục sử dụng 3 máy nén được giấu trong thùng container để nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào các bình ga loại 12kg một bình gồm nhiều nhãn hiệu khác nhau. Làm việc với cơ quan công an, ông Nguyễn Bá Vinh không xuất trình được hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động sang chiết ga. Vụ việc đang tiếp tục được xử lý. Sau khi cài đặt phần mềm dịch vụ công do đối tượng tự xưng là cán bộ công an phường cung cấp, một người phụ nữ ở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội bị mất 1,2 tỷ đồng trong tài khoản. Nạn nhân sinh năm 1983, trú tại quận Cầu Giấy. Vào ngày 11 tháng 6 năm 2024, nạn nhân nhận được một cuộc gọi tự xưng là cán bộ công an phường Trung Hòa, thông báo tài khoản định danh của chị bị lỗi và hướng dẫn chị cài đặt phần mềm dịch vụ công giả mạo. Khi cài đặt xong, nạn nhân phát hiện tài khoản ngân hàng bị mất hơn 1,2 tỷ đồng. Công an quận Cầu Giấy đang điều tra xác minh sự việc. Thưa quý vị, thời gian qua thì đã không ít người dân gửi đơn kêu cứu đến cơ quan chức năng khi mà tiền gửi trong ngân hàng bỗng chốc bị bốc hơi. Có những trường hợp do lỗi của khách hàng khi mà bị hacker tấn công tài khoản và thực hiện theo những yêu cầu của chúng rồi bị chiếm đoạt tiền. Nhưng mà cũng có những người thì chưa làm gì, tiền trong tài khoản cũng bị biến mất. Phải chăng có những lỗ hổng trong hệ thống bảo mật ngân hàng? Phản ánh của phóng viên bản tin Kinh tế và Tiêu dùng. Đây là chị Đinh Lê Hạnh, con gái bà Lê Thị Hồng Vân, 72 tuổi, người vừa bị mất 1,7 tỷ đồng từ ngân hàng SHB chi nhánh Cầu Diễn, Hà Nội. Theo chị Hạnh chia sẻ, trước đó, mẹ chị Hạnh có nhận được một cuộc điện thoại từ người lạ xưng là công an và yêu cầu mẹ chị phải rút toàn bộ tiền từ ngân hàng Vietinbank để chuyển sang ngân hàng SHB chi nhánh Cầu Diễn. Nếu không thực hiện, sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, công việc làm ăn của con cái, gia đình bà. Do lo sợ, bà Vân đã ra ngân hàng SHB mở tài khoản và chuyển toàn bộ 1 tỷ 770 triệu đồng
từ ngân hàng Vietinbank sang ngân hàng SHB. Mẹ tôi đã làm các ủy nhiệm chi để chuyển tiền của mình từ Vietinbank sang ngân hàng SHB vào ngày 17 tháng 1. Nhưng mà sau đó thì nhân viên ngân hàng hỗ trợ để tải cái phần mềm Internet Banking, nhưng do bà đã già không nhớ iCloud nên là cái tải không thành công. Cái nội dung này là hai nhân viên giao dịch của ngân hàng đã khai tại số 7 Thuyền Quang cùng với mẹ tôi hôm phát hiện ra là tiền đã bị mất hết. Thế tuy nhiên là chưa tải thành công giao dịch, và sau đó mẹ tôi không có tiếp tục tải và cũng không nhận được bất kỳ tin nhắn nào, kể cả là xác nhận là đã đăng nhập thành công. Tại ngân hàng SHB chi nhánh Cầu Diễn, bà Vân mới thực hiện việc mở tài khoản và chuyển tiền từ Vietinbank sang, chưa thực hiện bất kỳ một giao dịch nào khác ở ngân hàng SHB vì chưa cài đặt app ngân hàng SHB. Thế nhưng sau 2 ngày, toàn bộ số tiền của bà trong ngân hàng SHB bỗng chốc bị biến mất và được chuyển vào hai số tài khoản lạ cho hai người khác nhau. Sau đó bà Vân đã ra ngân hàng, cơ quan công an trình báo sự việc. Chúng tôi đã rất là hoang mang và rất là nỗ lực. Ngay lập tức khi phát hiện thì mẹ tôi đã kêu cứu đến ngân hàng nhà nước, thanh tra ngân hàng nhà nước, đến công an Bắc Từ Liêm, công an số 7 Thuyền Quang, và đã đến cả trụ sở chính cũng như là trụ sở phòng giao dịch 314-36 Cầu Diễn của SHB. Nhưng mà cho đến hiện nay thì vấn đề chưa được giải quyết. Nếu trong trường hợp mà cái số tiền mà thu lợi bất chính của các đối tượng lừa đảo mà từ 500 triệu trở lên thì đã đủ yếu tố để xử lý hình sự theo khoản 4 của điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm hoặc chung thân. Và ngoài ra các đối tượng cũng phải chịu trách nhiệm dân sự là bồi thường thiệt hại đối với số tiền mà đã bị chiếm đoạt đối với các bị hại. Ngay sau sự việc mất tiền từ tài khoản SHB, bà Vân đã đến cơ quan công an và nhà mạng để xin giám định tài khoản, xin thẻ. Tại đây, phía nhà mạng nhận định số điện thoại của bà không hề nhận được bất kỳ một tin nhắn xác thực OTP nào từ ngân hàng SHB, nên không thể có chuyện bà tự ý chuyển tiền. Từ sự việc này cho thấy, nguyên nhân có thể từ lỗ hổng trong công tác bảo mật và lý do nào khác. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ. Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh sự việc trong phóng sự sau. Thưa quý vị, Tổng cục Thống kê công bố 6 tháng đầu năm, tổng lượt khách đến Việt Nam đạt hơn 8,8 triệu lượt, bằng 158% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách đến Việt Nam nửa năm đạt 50% mục tiêu đề ra cả năm là 17 đến 18 triệu lượt. Mùa cao điểm du lịch quốc tế của Việt Nam từ tháng 10 đến tháng 4 nên cuối năm sẽ là thời gian để ngành du lịch bứt phá và tăng tốc. Hàn Quốc vẫn là thị trường gửi khách lớn nhất Việt Nam năm nay với 2,28 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm. Trung Quốc đứng thứ 2 với gần 1,9 triệu lượt. Các thị trường trong top 10 còn lại gồm Đài Loan, Nhật Bản, Mỹ, Australia, Ấn Độ, Malaysia, Campuchia. Quốc hội cho phép tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng VAT đối với một số nhóm hàng hóa dịch vụ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Nội dung trên được nêu trong nghị quyết kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 vừa được Quốc hội thông qua với đại đa số đại biểu tán thành. Với quyết sách này, các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% sẽ được giảm thuế 2% thuế VAT còn 8%. Các lĩnh vực tiếp tục không được giảm thuế này gồm viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản xuất kim loại và sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, khai khoáng, trừ khai thác than, sản xuất than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất, các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Việc giảm 2% thuế VAT trong 6 tháng cuối năm 2024 sẽ thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần tạo thêm nguồn thu cho ngân sách. Doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, người dân giảm chi phí tiêu dùng. Theo đề xuất của Chính phủ, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 sẽ điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng bình quân 6%, qua đó thì giúp cho người lao động làm việc trong các doanh nghiệp được cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên thì nỗi lo về việc là các mặt hàng hóa thiết yếu cũng sẽ tăng theo lương vẫn luôn thường trực.
Theo đó, đề xuất tăng lương tối thiểu từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, mức lương tối thiểu tăng từ 200.000 cho đến 280.000 đồng, qua đó giúp công nhân thêm thắt được phần nào để bù đắp chi phí trong cuộc sống. Tuy nhiên, để việc tăng lương giúp cải thiện cuộc sống cho người lao động thực sự ý nghĩa, thì việc kiểm soát giá cả vật giá ổn định, tránh việc leo thang theo lương đang được nhiều người mong chờ. Việc mà tăng lương cơ sở nó rất là thiết thực đối với những người dân và những người làm công ăn lương như chúng tôi, bởi vì vật giá thì đã tăng lâu rồi, nhưng mà cái việc mà tăng giá là cho thấy cái sự hỗ trợ của nhà nước trong việc là hỗ trợ người dân có được cái mức thu nhập nó ổn định và nó theo được cái sự tăng giá. Thì đối với người dân chúng tôi, đây là một cơ hội rất là tốt để có thể phát triển nhiều hơn trong đời sống. Tuy nhiên thì để cái chính sách này thực sự có ý nghĩa thì tôi cũng hy vọng là nhà nước có thể ban hành những cơ chế bình ổn giá để làm sao những cái vật giá hàng ngày, ví dụ như tiền điện, tiền nước, tiền xăng có thể là giữ ở mức bình ổn. Thì từ cái đó thì cái việc mà tăng lương nó mới là thực sự có ý nghĩa. Khi mà chúng ta tăng lương thì đảm bảo thực chất và đối tượng được thụ hưởng lương chúng mừng, tránh cái trường hợp mà tiền lương chưa nhận đến tay thì trong khi đó giá cả về thịt thường phẩm thì kia cũng đã tăng trước rồi. Cái đó thì khi mà tiền lương mà nhận được thì cũng không có cải thiện được là bao. Và hơn nữa đây là trong từ trước tới nay là lần mà tăng cao nhất, nên là cũng cần phải có cái quan tâm đến vấn đề này. Kiểm soát giá cả các mặt hàng thiết yếu đòi hỏi sự vào cuộc của không chỉ các cơ quan chức năng, mà vai trò của các doanh nghiệp phân phối trong việc bình ổn thị trường cũng cần nêu cao. Hiện các doanh nghiệp đang áp dụng nhiều giải pháp tiết kiệm để có thể đưa ra giá tốt nhất. Đối với chương trình của giá bán trứng bán ra bình ổn trên các hệ thống siêu thị là sẽ vẫn giữ nguyên. Với giá trứng gà đang bán ra là 31.000 một vỉ và trứng vịt là 36.000 một vỉ. Đứng trước các cái giá tăng của các nguyên liệu đầu vào, công ty cố gắng làm sao để đảm bảo cho cái giá bán ra không thay đổi. Chúng tôi cũng chưa có điều chỉnh tăng giá trong cái đợt này. Đồng thời chúng tôi có nhiều cái giải pháp kích cầu. Ví dụ như chúng tôi tập trung đầu tư những cái chương trình khuyến mãi vào những ngày cuối tuần đối với tất cả các những nhóm thịt heo từ 15 đến 40%. Với doanh nghiệp thì cái nhóm doanh nghiệp tham gia bình ổn và không bình ổn thì chúng tôi đều có những cái phần gọi là dự trữ nguyên vật liệu, và hiện nay nhất trong cái tình hình hiện tại thì chúng tôi đều luôn luôn chuẩn bị cho mình là phải tiết kiệm tối đa trong cái chi phí sản xuất, tiết kiệm trong các cái chi phí vận chuyển nguyên liệu. Thì với những cái sản phẩm hiện nay thì chắc chắn rằng là trong những tháng tới, từ 3 đến 6 tháng thì cái chuyện mà thay đổi giá cả tăng đột biến thì đối với cái nhóm ngành hàng này chắc chắn rằng là chúng tôi sẽ không có cái tăng đột biến và chúng tôi sẽ duy trì được cái giá bán như hiện nay. Theo Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng cả nước CPI tháng 4 và tháng 5 chỉ tăng nhẹ 0,05 đến 0,07% so với tháng trước. Bộ Tài chính ước tính trong 7 tháng cuối năm, trung bình CPI mỗi tháng còn dư địa tăng khoảng 0,39 đến 0,6% để đảm bảo kiểm soát lạm phát bình quân năm 2024 trong mức mục tiêu đề ra. Và tiếp theo mời quý vị đến với những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương Nam. Hoàng Trí xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức của kinh tế phương Nam. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa ký văn bản gửi các sở ngành liên quan về phương án thiết kế kiến trúc công trình dự án nhà hát Thủ Thiêm với tổng vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng. Nơi đây sẽ có thiết kế hiện đại bậc nhất trên thế giới. Văn bản nêu cần tiếp tục nghiên cứu, phân tích kỹ lưỡng, đánh giá cụ thể về ý tưởng thiết kế kiến trúc nhà hát, công năng sử dụng, giá trị nghệ thuật, sự đồng bộ, hài hòa, phù hợp với cảnh quan, mỹ quan, không gian kiến trúc đô thị. Nghiên cứu một số đặc trưng nổi trội của phương án thiết kế về dịch vụ văn hóa, sản phẩm văn hóa, ẩm thực để bổ sung và hoàn thiện phương án thiết kế D12. Bảo đảm phương án thiết kế kiến trúc xây dựng nhà hát hiện đại, đa chức năng, nhiều loại hình biểu diễn nghệ thuật. Việc thiết kế sân khấu phục vụ biểu diễn phải đáp ứng các yêu cầu của sân khấu hiện đại bậc nhất trên thế giới, thể hiện được giá trị đặc sắc riêng về nghệ thuật biểu diễn, hình ảnh di sản văn hóa của thành phố.
Ngoài ra, phương án thiết kế kiến trúc phải đảm bảo các tiêu chí về thiết kế đặc sắc, hài hòa về mỹ thuật, tạo điểm nhấn về thiết kế kiến trúc văn hóa, hiện đại, khoa học, hài hòa các giá trị truyền thống, kết hợp xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, tạo độ cảm nhận sâu sắc các giá trị văn hóa của công trình cho từng đối tượng phục vụ. Đồng thời, phương án thiết kế phải thể hiện đầy đủ các yếu tố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, mang tính đại chúng, tính nhân văn nhằm phục vụ rộng rãi các tầng lớp nhân dân và du khách. Đường Thái Văn Lung, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh được đề xuất cải tạo, bổ sung tiện ích để trở thành tuyến đường đô thị kiểu mẫu, sáng tạo với kinh phí khoảng 30 tỷ đồng. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh triển khai dự án thí điểm cải thiện giao thông, cải tạo không gian đường phố trên đường Thái Văn Lung. Mục tiêu của dự án là cải tạo không gian đường phố trên đường Thái Văn Lung thành công trình mang dấu ấn văn hóa giao thông, văn minh đô thị và phát triển kinh tế đô thị nhằm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản. Theo đề xuất, vỉa hè được cải tạo mỗi bên rộng 5m, lòng đường thu hẹp từ 8m xuống còn 5m. Mặt đường và vỉa hè đều được lát đá granite. Cùng với lắp đặt biển báo hiệu đường bộ, bảng thông tin điện tử, tuyến phố sẽ trồng mới hệ thống cây xanh và sửa chữa thay thế hệ thống chiếu sáng hiện hữu. Tổng mức kinh phí dự án khoảng 30 tỷ đồng, trong đó vốn từ ngân sách thành phố để cải tạo mặt đường, vỉa hè, công trình tiện ích khoảng 24 tỷ đồng. Các hạng mục phụ trợ khác khoảng 5-6 tỷ đồng sẽ từ nguồn xã hội hóa. Dự kiến công trình hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng trước ngày 30 tháng 4 năm 2025. Cầu Tân Kỳ - Tân Quý là một trong những công trình giao thông được thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt, dự án giải quyết nhu cầu đi lại và giảm mật độ giao thông đông đúc ở phía Nam và phía Tây Nam của thành phố Hồ Chí Minh. Cầu được khởi công vào cuối tháng 6 và đặt mục tiêu hoàn thành vào cuối năm 2024. Dự án xây dựng mới cầu Tân Kỳ - Tân Quý bằng bê tông cốt thép với tổng chiều dài 385 m, trong đó phần cầu dài 83 m, mặt cắt ngang 4 làn xe ô tô cùng 2 lề đi bộ. Đường gom hai bên cầu dài 367 m, cùng 86 m kè bê tông cốt thép giữ ứng lực dọc hai bên bờ kênh Tham Lương tại vị trí cầu. Công trình gồm cả hệ thống thoát nước, cây xanh, chiếu sáng và tổ chức giao thông phù hợp với nhu cầu đi lại thông thoáng, an toàn ở khu vực này. Tổng mức đầu tư dự án là 491 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng 44 tỷ đồng, chi phí bồi thường hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật là 190 tỷ đồng, chi phí thanh toán cho nhà đầu tư BOT trước đây là 230 tỷ đồng, cùng với các chi phí tư vấn, quản lý dự án, chi phí dự phòng và các chi phí khác. Tổng diện tích sử dụng đất cho các dự án phải thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư là 1,5 hectare, với 43 hộ dân phải bàn giao một phần diện tích nhà để thi công dự án. Cùng với nhiều dự án giao thông khác, cầu Tân Kỳ - Tân Quý cũng đã nhận được sự đồng thuận từ phía người dân. Tôi mong muốn các đầu tư này khi nào làm càng sớm càng tốt cho nhân dân được đi lại này, toàn bộ tất cả là không phải mà trong cái địa phương ở đây mà toàn bộ là các quận huyện hoặc các nơi khác đều mừng hết, đều mừng rỡ hết. Dự kiến sau khi hoàn thành vào ngày 31 tháng 12 năm 2024, cầu Tân Kỳ - Tân Quý cùng với đường Tân Kỳ - Tân Quý đang được nâng cấp mở rộng sẽ hình thành trục giao thông kết nối quốc lộ 1A đến trung tâm thành phố và cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, góp phần giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông, hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường khả năng kết nối giao thông trong khu vực. Đây có thể nói là một cái công trình đầu tiên thành phố chuyển đổi từ phương thức BOT sang đầu tư công. Thứ hai nữa là đây là một cái công trình nó giải quyết một cái vị trí nút thắt giao thông rất là lớn khi mà toàn bộ cái dòng xe từ quốc lộ 1A di chuyển về trung tâm sẽ phải chờ qua hai cái cầu tạm trong thời gian rất là lâu. Và thứ ba nữa là đây cũng là một cái công trình để tạo ra một cái trục nối kết mới, một cái khu con đường rộng rãi ở Tân Kỳ - Tân Quý, tạo điều kiện phát triển cho quận Bình Tân cũng như các đơn vị trong thời gian tới. Việc khởi công dự án xây dựng mới cầu Tân Kỳ - Tân Quý là kết quả của quá trình Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ngành và các đơn vị hợp đồng BOT đoạn An Sương, An Lạc, Quốc lộ 1 cùng tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hoàn tất công tác thương thảo, chấm dứt hợp đồng BOT với nhà đầu tư trước đây. Song song đó là quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng, di dời tái lập các công trình tiện ích, trình triển khai thủ tục đầu tư theo phương thức đầu tư công. Khi mà chúng ta tập trung khởi công và đưa cái cầu này vào khai thác thì sẽ tiếp tục hoàn thiện lại cái mạng lưới giao thông, đặc biệt là cái trục đường Tân Kỳ - Tân Quý. Mà hiện nay thì chúng ta thấy là cái giao thông ở khu vực này là chúng ta đang phải sử dụng hai cái cây cầu tạm. Đấy. Mà trong khi thì hiện nay là cái trục này là một cái trục đường mà rất có ý nghĩa về cái cửa ngõ giao thông phía Tây của thành phố.
cũng như là một cái trục chính giao thông đô thị trên địa bàn của Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân để chúng ta chỉnh, để tập trung. Như vậy là cái việc mà chúng ta sớm đưa cái công trình này thi công cũng như là hoàn thành thì có ý nghĩa rất là quan trọng để chúng ta tiếp tục hoàn thiện cái trục chính giao thông này. Cùng với cầu Tân Kỳ, Tân Quý, cuối năm 2024 sẽ hoàn thành đưa vào khai thác phục vụ người dân thành phố hàng loạt công trình giao thông như dự án mở rộng đường Hoàng Hoa Thám, xây dựng đường nối đường Trần Quốc Hoàng, đường Cộng Hòa, mở rộng đường Tên Lửa, xây mới cầu Ba Hòm. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh sẽ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đơn vị tư vấn giám sát, nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành, thông xe để phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa trước cao điểm Tết Nguyên đán năm 2025. Kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 đã quyết định hai vấn đề quan trọng, đó là báo cáo lập quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, các nghị quyết liên quan đến việc xây dựng bố trí lực lượng đảm bảo điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn của thành phố. Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, việc báo cáo lập quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nội dung có vai trò vô cùng quan trọng, là cơ sở để rà soát, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng mới các quy hoạch khác. Đồng thời cũng là định hướng để thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo quản lý điều hành quá trình phát triển thành phố, căn cứ quan trọng để xây dựng các kế hoạch phát triển ngắn hạn thành phố. Việc lập quy hoạch đô thị là yếu tố then chốt để định hướng phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Còn đối với luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Việc thông qua nghị quyết ban hành đề án xây dựng, bố trí lực lượng, đảm bảo điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, cùng với nghị quyết quy định tiêu chí thành lập tổ bảo vệ an ninh trật tự, tiêu chí về số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh trật tự, mức hỗ trợ bồi thường và chi đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn sẽ có ý nghĩa cấp bách, góp phần củng cố lực lượng kịp thời, tạo cơ sở pháp lý nhằm tạo ra một cơ chế hỗ trợ toàn diện. Qua đó đảm bảo điều kiện hoạt động tốt nhất cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, từ việc đào tạo, trang bị phương tiện đến các chính sách đãi ngộ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện cho sự tăng trưởng và phát triển bền vững của thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, những nội dung Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét quyết định tại kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh vì mục tiêu xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động, sáng tạo. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an thành phố và Sở Tài nguyên Môi trường tổ chức hội nghị chuyên đề về giải pháp đẩy mạnh thực hiện xây dựng khu dân cư, phường xã, thị trấn sạch xanh, thân thiện với môi trường và xây dựng khu dân cư đoàn kết nghĩa tình, tự quản trên địa bàn của thành phố Hồ Chí Minh. Chủ trì hội nghị có ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại tá Lê Quang Đạo, Phó Giám đốc Công an thành phố và bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian qua, để triển khai thực hiện xây dựng khu dân cư phường xã thị trấn sạch xanh thân thiện môi trường và xây dựng khu dân cư đoàn kết nghĩa tình tự quản, hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp với chính quyền, các phòng ban và tổ chức thành viên đề ra các nhóm giải pháp như tuyên truyền, khuyến khích huy động nguồn lực, kiểm tra giám sát. Tính đến nay, toàn thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng và ra quyết định công nhận hơn 1.722 khu dân cư đạt tiêu chí khu dân cư sạch, xanh, thân thiện môi trường. 264 phường xã thị trấn đạt tiêu chí phường xã thị trấn sạch, xanh và thân thiện môi trường và 223 khu dân cư đoàn kết nghĩa tình tự quản. Tại ngày hội sống xanh năm 2024, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã khen tặng 50 khu dân cư và 50 phường xã thị trấn có thành tích xuất sắc trong xây dựng khu dân cư, phường xã thị trấn sạch, xanh và thân thiện môi trường. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã trình bày tham luận về những giải pháp hay lành mạnh thực hiện xây dựng khu dân cư, phường xã thị trấn sạch, xanh, thân thiện môi trường và xây dựng khu dân cư đoàn kết, nghĩa tình tự quản. Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc cùng các ban ngành đoàn thể sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng tăng cường việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm từng ngành, từng cấp, từng tổ chức, từng cơ quan, đơn vị. Việc tuyên truyền phải đúng đối tượng, sâu rộng. Làm thế nào để người dân ý thức được vai trò tự quản của mình? Vai trò tự quản của người dân càng cao, sẽ tỷ lệ thuận với chất lượng hiệu quả của các phong trào. Mỗi năm, sản lượng khai thác tổ yến của cả nước khoảng 150 tấn.
Gần đây, phong trào nuôi yến lấy tổ mang lại kinh tế cho nhiều địa phương. Tại tỉnh Bình Phước, nơi diện tích rừng cây tự nhiên, cây trồng lớn là điều kiện lý tưởng thu hút yến thiên nhiên sinh sống. Đây là lợi thế để địa phương này phát huy mô hình liên kết nghề nuôi, khai thác và chế biến tổ yến. Phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của Kinh tế Phương Nam ngày hôm nay. Gia đình nông dân này đầu tư khu nhà yến với hơn 1.700m2 tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Theo ông Gẩu, dấn thân vào nghề nuôi yến tại vùng đất này vào năm 2012 là một sự mạo hiểm. Tuy nhiên, giờ ông vẫn tin vào quyết định của mình là đúng khi mỗi tháng ông thu hoạch hơn 15kg tổ yến, thu nhập mỗi năm hơn 1,8 tỷ đồng. Khu này thức ăn nhiều, nó phát triển chim nó rất là nhanh. Từ năm 2013, bắt đầu năm 2014, bắt đầu từ ở đây người ta mới phát triển ra, người ta nuôi chim, bắt đầu mới thấy là bắt đầu họ ở đây cũng bà con cũng nhiều. Tỉnh Bình Phước hiện có khoảng 1.400 hộ gia đình cơ sở chuyên dẫn dụ khai thác tổ yến. Tiềm năng, lợi thế sẵn có. Vấn đề là cần liên kết tìm thị trường. Sắp tới mình cũng sẽ tổ chức ra các cuộc hội thảo, mời các chuyên gia và về cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, cái nhu cầu của thị trường cho mọi người để cùng nhau nắm bắt và xây dựng theo cái quy trình chuẩn và phù hợp với lại cái điều kiện của thị trường hiện nay. Chúng tôi đã có tư vấn, hỗ trợ và định hướng cho một số cơ sở, một số doanh nghiệp sản xuất chế biến yến xào. Đồng thời chúng tôi cũng đã tạo cơ hội để quảng bá các sản phẩm này bằng cách là kết nối với lại các đoàn khách tham quan trong và ngoài nước. Thị trường chính của tổ yến Việt Nam vẫn là người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu phần lớn sang Trung Quốc, doanh thu trên 600 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Nhận thấy thị trường tiềm năng nhưng phải khai thác đúng hướng, doanh nghiệp này đã quyết định xây dựng vùng nguyên liệu từ vùng nuôi xanh Bình Phước và đầu tư công nghệ chế biến chuyên sâu để gia tăng giá trị đầu ra cho sản phẩm. Nhà máy đã phối hợp với những hộ nông dân để mà khảo sát thực tế các cái vùng miền và cách nuôi thực tế của người nông dân tại địa bàn và lựa chọn ra những nhà nuôi đạt tiêu chuẩn để đáp ứng các yêu cầu xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Nuôi yến lấy tổ được xem là nghề khai thác vàng trắng đã và đang trở thành một ngành nghề kinh doanh với doanh thu cao. Đầu tư vùng nuôi, chuẩn hóa quy trình thu hoạch và chế biến, ngành yến xào đang hứa hẹn là sản phẩm xuất khẩu tiếp tục đưa giá trị Việt bay xa. Bản tin kinh tế và tiêu dùng đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.